Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây Học Hội Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ một clip là mình làm căn nhà này nó cũng sắp hoàn thiện nha cô chú anh chị bạn. Vậy cửa thì cũng lắp xong rồi. Thì có số cô chú anh chị ổn đó thì kêu mình quay cái khúc hoàn thiện. Thì hôm nay mình cũng hoàn thiện được cũng khoảng 80%. Cũng chưa có xong hết nha. Tại vì trong này mình lót gạch hết rồi nè. Nhưng mà này thì chưa nghe cô chú anh chị bạn. Thì làm từ giai đoạn á thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem. Đó, tường cũng chai chà gòn. Rồi trên này cũng đi điện nè. Đây ông chủ nhà có lắp bóng đèn rất đẹp nè. Thì mình sẽ quay chia sẻ từ giai đoạn. Rồi xong á thì mình sẽ quay hết lại. Rồi mình sẽ báo giá cho cô chú anh chị bạn biết một căn nhà này bao nhiêu tiền nha. Để thôi những anh em mà bên ấy thì nói nhà này tiền nhiều hay là tiền ít thì hôm nay mình cũng chia sẻ này. Thì mình quay này cũng hơi tối nha, tại vì nhà này ta không có cửa sổ, hai bên hàng gian chắc trần không có cửa sổ nên hơi tối. Một đèn đây cũng có cái đèn ngủ nè, rất đẹp nè. Sử dụng cửa là xin qua của Quảng Đông nè. Vô chồng quay là nền đất gạch là 80 nên mình cũng chưa có chà gòn như này, bỏ vệ sinh sạch nè. Trên lá bông thì chẳng nổi, vô nhà thì đắp điện cũng ngăn máy lạnh đầy đủ luôn. Thì nói chung cái nhà này giá tiền thì nó cũng hơi cao chú anh chị bạn. Thì lúc trước mình cũng chia sẻ là về ngang 5,5 m, chiều dài là 20 m nha. Thì nền ổn mặt bằng hết. Ở trên này đi ra toàn bộ đèn led hết trơn nha. Đèn led rồi còn có bổ sung thêm cái đèn dài để khi mình không sử dụng đèn led thì mình sử dụng đèn dài. Đi cái tông màu trắng sữa mà dân mây nha. Bên đây thì chưa có lắp máy lạnh đây, chưa lắp. Đây một cái đèn đó nè. Chủ nhà này không chơi đâu thì đèn lấy cũng kiểu một. Đây những trại con rồi. Lắp phòng thì cũng mới đóng xong. Lắp phòng. Đây là cửa sinh hoa nè. Toàn bộ sinh hoa hết nha. Hôm nay mình cũng lưu mình bận mình làm mấy cái công việc mà đặt giặt như thế này thì nên mình không có treo máy nên mình quay lại. Rồi uống bia bọt bỏ nhóc. Đây một cái bếp này. Thì chưa hoàn thiện không mới mình lót gạch dưới xong. Trên là cái bếp này mình dán cũng lấy gạch nền mình dán lên đây luôn. Đây là một cái chậu rửa chén nè, cắt xung. Chừa này rất là nó chuẩn, khi mình để cái chậu rửa chén xuống là nó ok nha, rất là nó chuẩn luôn. Thì nữa mà nó xong hoàn thiện hết mình sẽ chia sẻ cho cô chú chị bạn hết luôn. Thì giai đoạn giờ báo giá một cái căn nhà này bao nhiêu tiền để khi cô chú chị nào có cần mình có túi tiền mình làm được thì liên hệ với mình. Đây là cũng chuẩn bị sơn, nó chưa có xong. Nói chung là cũng 80% thôi nha cô chú anh chị bạn. Thì hôm nay mình muốn quay cái clip để ngắn ngắn để chia sẻ. Thế lâu rồi. Mình có cái anh Kim Long á. Chẳng nhận thưởng có xem cái video của mình đó. Ở đây cũng gắn hết trơn. Đèn. Đèn led. Đèn của chưa bằng là phòng á, đèn trần á, cô chú anh chị bạn. Đèn dài nó gắn trên trần luôn, chứ không có gắn gập vách. Ô điện thì có đi nổi, chứ người ta không thích đi âm. Có chiều một khung sáng ở trần chỗ bếp nè. Đây cũng có một khung sáng thủy tinh. Đó. Thì mình quay mình cũng hơi thấy, mình cũng mong cô chú anh chị thông cảm nha.
Thì cái căn này ngày mai mình sẽ lót cái khu vực này. Tại hổng gài mình đang dướng làm này nè, dưới bên đây xong hết mình đấy. Còn sau này mình cũng có cái, mình cũng làm nên ra một cái chút nhà ở sau này nữa, nên tự sinh hoạt rửa chén bát đồ khi đám tiệc cha mấy hiên ra ngoài luôn. Còn hơi bề bộn quá. Là mình lót gạch 30 vuông. Nó hiểu. Thì mình lúc trước mình cũng có chia sẻ mình cán mình lót cái này rồi. Thì cô chú anh chị có quan tâm thì xem lại gạch này. Cái gạch này thì nó giống như cái gạch của ông chú mình làm bên Vĩnh Long sửa nhà của ông lại nha. Cũng lót nạm lại. Làm những cái kiểu như vậy đó ông chú rất là thích. Video này nó tầm khoảng chừng 6 phút hoặc là 8 phút thôi nha. Gạch để đây này. Là phòng. Đó là phòng này nó có hai bề. Bề này là nó có phủ lớp miếng bạc nè. Miếng bạc. Chống nước. Mình lót này để đi cho đừng chạy nha cô chú anh chị mình. Mấy cái cảnh này thì nữa mình chụp miếng quê. Chụp miếng quê màu xin pha luôn để đi cái gì của cửa luôn nha cô chú anh chị mình. Đây, những cô chú anh chị và bạn mình lưu ý nha. Tại vì vẫn có các bạn này thì lát gạch đấy, lát gạch là cạnh chỉnh độ ở dưới đó lên là từ 8 ly cho đến 1 phân nha, nên mình mới gắn máy lạnh vô nó mới không đi. Đây, mình còn chưa vệ sinh sạch lần này ok nha cô chú chị bạn. Thì mình nói chuyện thì nó cũng không được lớn cho mấy đó. Chú nhà không ăn bụng quá bự. Cái này mấy cái này còn vệ sinh, nói vệ sinh ba cái bột rất là kỹ. Bữa quẹo đeo lao chưa sạch không? Mấy chân vậy? Mấy chân gấp đường, đấy đồ sủi nó hết chà chấm sạch sẽ hết. Thì video này mình quay trực tiếp luôn, mình không có cắt ghép gì ngang của chú anh chị bạn. Ba cửa kiến toàn cái cánh cửa này, hai cái phòng vệ sinh chưa gắn rồi. Thì thôi video mình cũng đây mình cũng kết thúc ngang của chú anh chị bạn. Hẹn của chú anh chị bạn là những cái video tiếp theo để mình hoàn thiện căn nhà này rồi báo giá cho cô chú anh chị bạn xem. Rồi cho biết. Để những trên mạng nhiều khi những cái giá cả mình không có cập nhật nó chính xác nha. Ok. Bye bye.